đâu cày gặt lúa lụt à, lúa đổ không phải lúa lụt. Đây chuẩn bị đi phỏng vấn mấy bà gặt lúa trộm. Bà con ăn bữa buổi rồi cho phỏng vấn một tí. Đây. Bà chủ đâu có bà đội lón cày kìa. Đây bà chủ đây à? Đội lón cà rô à? Cà rô đớp. Thôi các bà cứ cắt đi. Nhanh tay lên. Cắt tối rồi. Ô, cái gì đây? Thì chết rồi con mận đây này các bà này. Rồi, đây nè. Các thím gạt đã thấy đau lưng không? Chúng em là nông dân gặt thế này quen rồi đó. Sáng giờ mới xào rồi. Ba triệu một xào cơ à? Đây. Bác cảnh đen. Cảnh nó quay cảnh cực cười đâu cũng nhà đầu tiên phát hiện ra cười. Cảnh em mà quá cảnh nằm công rồi.